Xin chào tất cả các anh chị em. Anh chị em Trung Thu có vui không ạ? Vâng, chúng ta cùng đọc Kinh Thánh. Ngôi lời trong Kinh Thánh Giô-suê. Kinh Thánh Giô-suê đoạn 2. Chúng ta đọc từ câu 1 đến câu 15. Giô-suê, con trai của Nun từ Sittim mà sai hai người ra thám mà rằng, hãy đi ra thám xứ, nhất là xứ Jericho. Vậy hai người ấy đi đến nhà của một kỹ nữ tên là Sara, Rahab và ngủ tại đó. Người ta bèn tâu cùng vua Jericho rằng, kìa đêm nay có người trong dân Israel đã đến ra thám xứ. Vua Jericho sai nói cùng Rahab rằng, hãy đuổi hai người đã đến vào nhà ngươi vì họ đến đặng do thám cả xứ. Nhưng người đàn bà đem giấu hai người này rồi đáp rằng, quả thật họ đã tới nhà tôi nhưng chẳng biết ở đâu đến. Xong vào buổi tối, cửa thành hầu đóng, hai người ấy đi ra, tôi không biết đi đâu, hãy mau đuổi theo vì các ông, vì các ngươi theo kịp được. Và nàng có biểu hai người leo lên mái nhà, giấu dưới cọng gai mà nàng giải ở trên mái. Những người của vua đuổi theo họ về hướng sông Giô-đanh, chờ đến chỗ cạn vừa khi những người đuổi theo đó ra khỏi thành thì người ta đóng cửa thành. Trước khi hai người do thám chưa nằm ngủ, nàng leo lên mái nhà mà nói rằng, tôi biết rằng Đức Giê-hô-va đã ban cho các ông xứ này sự kinh khủng vì cớ các ông đã bắt lấy chúng tôi và cả dân của xứ đều sợ lòng trước mặt các ông. Vì chúng tôi có hay khi các ông ra khỏi xứ Ai Cập thì Đức Giê-hô-va đã khiến nước biển đỏ bày khô trước mặt các ông. Và điều các ông đã làm cho Sihon và Ốc, hai vua dân Amorit ở bên kia sông Giô-đanh mà các ông đã diệt đi. Tôi đã trả cốt máu mi nô gạc cô, đời yên của xã rãm mi. Chúng tôi có hay điều đó, lòng bèn tan ra, chẳng ai trong chúng tôi còn can đảm trước mặt các ông nữa, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ông là Đức Chúa Trời ở trên trời cao kia và ở dưới đất thấp này. Vậy bây giờ vì tôi đã làm nhân cho hai ông thì hai ông cũng phải làm nhân lại cho nhà cha tôi. Hãy chỉ Đức Giê-hô-va mà thề cùng tôi và cho một dấu quả quyết rằng các ông sẽ để cha mẹ, anh em, chị em tôi và hết thảy người bà con của họ đều còn sống cùng cứu chúng tôi khỏi chết. Hai người đáp rằng mạng chúng ta sẽ đền cho mạng nàng. Nếu nàng không cho lộ việc chúng ta ra thì chúng ta sẽ đãi nàng cách nhân từ và thành tín khi Đức Giê-hô-va ban xứ cho chúng ta. And that we will deal kindly and truly with thee. Rabbi 그들을 창에 줄로 달아 내리오니라 그 집이 성벽 위에서 그가 성벽 위에. Vậy nàng dùng một sợi dây dòng hai người xuống nơi cửa sổ, vì nhà nàng ở tại trên vách thành. And she dwelt upon the wall. Tôi xin đọc đến đây. Thông nhận 우리 사무엘 형제가. Chúng ta có anh em Samuel ở đây đang phiên dịch. Bố của anh em thì đang hầu việc Chúa ở nơi châu Phi, ở khu vực nói tiếng Pháp. Anh em Samuel thì vừa biết nói tiếng Anh, vừa biết nói tiếng Pháp nên rất tốt để phiên dịch. Nhưng mà cũng không phải là lúc nào cũng tốt.
Vâng, anh em cười. Ngày hôm qua khi chúng tôi có thông công trên mạng, thì chúng tôi đã nói chuyện với khách mời đến từ Togo. Lúc đó thì có mục sư Kim Young Sam là bố của anh em Samuel, cùng với mẹ của anh em nữa cũng xuất hiện và phỏng vấn và nói chuyện nhiều chuyện. Tại vì ngồi bên cạnh cho nên tôi cũng bảo là hãy đến chào hỏi. Bố mẹ anh em nên bây giờ đang ở Togo. Còn anh em Samuel thì đang học việc Chúa ở nơi hội thánh Cang Nam. Còn em của anh em Samuel thì bây giờ đang vào trong trường đào tạo. Nhưng mà trước đó thì nó đi lang thang rất nhiều, không chịu vào. Nhưng bây giờ đang đào tạo rồi nên tôi rất là cảm tạ ơn Chúa. Nên tôi nhìn các anh chị em có thể hiệp lòng học việc kinh tin lành thực sự rất là đẹp. Chúng ta sống cuộc sống đức tin. Nên những người mà sống vì tin lành chỉ nhìn thấy thế giới trước mắt mà không thấy được thế giới vô hình thì rất là đau khổ. Nhưng mà khi giao giảng tin lành, tôi nhìn thấy Đức Chúa Trời làm việc cùng thực sự rất là kỳ diệu. 저는 한 평생 이단 소리 들으면서 한 절 떼면 앉혀놓고 복음 전. Tôi cứ tưởng cuộc đời của tôi sẽ kết thúc chỉ với khoảng 15 người và bị người ta nói là tà giáo thôi. 2020년에는 코로나 때문에 그런 잘 모르겠지만. Tôi không biết là năm 2020 là do corona hay sao. 일단은 10만 명이 제 메시지를. Mà vào tháng 5 đã có 1 tỷ người. 1 tỷ người đã nghe bài giảng của tôi. 그리고 또 지난 그 화요일 날에는 7,500명이 목회자 저 남미 목회자들이 모여서 2시간 반 동안 제가 복음을 전했다. Và vào thứ ba vừa rồi thì chúng tôi cũng đã tập trung 7,500 mục sư ở vùng Nam Mỹ và chia sẻ tin lành trong 2 tiếng rưỡi. 예를 들어 내가 아들이 미국에서 돈을 보내 왔는데 ví dụ như là con trai gửi tiền cho tôi từ Mỹ về. 이건 사실이 아니고 cái này không phải là thật mà là giả sử thôi. 달러로 막 보내 왔는데 con trai tôi gửi tiền đô về. 나는 저 한국도 뭐 그게 달러 돈인지를 모르고 있다면 그건 너무나 nếu như mà tôi chỉ có biết tiền Hàn Quốc mà không biết đó là tiền đô la thì thực sự rất là buồn cười, phải không ạ? Nhưng nếu có thể đổi tiền đô la sang tiền Hàn Quốc thì sẽ rất là dễ sử dụng. Cho nên là chỉ cần quan hệ giữa chúng ta với Chúa được xác lập một cách như vậy thì cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên hạnh phúc rất nhiều. 지난번에 박영준 목사 결혼식이 있어서 우리가 그 lần trước thì có đám cưới nhà mục sư Park Young Jun nên chúng tôi đã đến Gumi. 피 대사님 가족들이 한국 지방 가고 싶은데 아는 데가 없어 저를 뭐 좀 데리고 다닌다. Mà có đại sứ Fiji thì gia đình đó muốn đi thăm các vùng quê ở Hàn Quốc nhưng mà không có ai quen cho nên đến nhờ tôi. 이제 우리가 그때 구미 같이 왔는데 lúc đó chúng tôi dẫn cùng đi đến Gumi thì ông rất là hạnh phúc. 그래서 우리가 이제 추석 날 그 구미에서 저희들이 모임을 갖고 기도회를 하고 있는데. Cho nên là vào hôm Trung thu thì chúng tôi cũng đã nhóm ở nơi hội thánh Gumi. 피 대사님에게 가겠냐고. Tôi hỏi đại sứ Fiji là có muốn đi cùng không thì ông cũng nói là có muốn đi. 그분들이 대사관 아주 일주일 내내 일하다가 한 번씩 기회 있을 때 해외 저 지방에 bởi vì cả ngày thì họ chỉ làm việc ở đại sứ quán thôi. Khi mà có thời gian thì họ cũng muốn đi đến các vùng quê. 대사님을 위해서 프로그램을 하고 cho nên tôi đã tạo ra một cái chương trình dành riêng cho đại sứ. 안동의 그 가수원에 사과 따로 chúng tôi đã quyết định là sẽ đi đến Andong để hái quả táo. 원래 우리가 계획했던 가수원은 작년에 사과를 따서 ở đấy thì năm ngoái chúng tôi đã đến và hái quả rồi. Bây giờ thì quả mùa hè người ta đã hái hết. Còn táo mùa thu thì phải 2-3 tuần nữa mới được. Nhưng mà
Lúc đấy thì tôi liên lạc với mục sư ở hội thánh An Đông, thì mục sư nói rằng nhà một của một anh em thì có táo để hái. Lúc được tôi bảo đi thì con gái một sư Park Young Jun rồi con gái một sư Lee Jung Do cũng đi theo rất là nhiều, hình như là gần 20 người cũng đi hay sao. Chúng tôi đến đó thực sự rất là hạnh phúc. Họ là một cái vườn ăn quả ở sâu trong núi. Mà vợ của người đó sau khi nhận được sự cứu rỗi xong thì thực sự rất là hạnh phúc và cũng liên tục đi hội thánh An Đông. Nhưng mà người chồng thì bắt bớ vợ rất rất nhiều. Nghe nói là khi nhóm họp tuần hoàn lại thì cũng đến và cản trở rất nhiều. Nhưng mà một hôm đang lái máy cày thì gặp phải bị ngã và sau đấy thì trở thành người thực vật. Nhưng mà ở gần An Đông thì có một cái nhóm khánh thành hội thánh. Chúng tôi đã đi đến đó cho nên là chị em này cũng đến đó. Nói rằng là chị em đã nói với chồng rằng là mục sư Park sẽ đến khu vực này đấy. Nên tối hôm nay thì mục sư sẽ đến nhóm ở hội thánh An Đông. Cái con đường đấy sẽ đi qua trước cửa nhà chúng ta đấy. Nên em tin là em có thể dẫn mục sư Park đến đây. Anh hãy đợi em một chút nhé. Thế là sáng sớm chị em đã xuất hiện rồi. Sau khi kết thúc nhóm khánh thành ở bên kia, chúng tôi đang định đi sang An Đông. Thì mục sư hội thánh An Đông cũng rủ tôi là đến đó. Chúng tôi thì đi con đường rất là đẹp, đường quốc lộ. Nhưng mà cái đường núi thì nó rất là cong keo và xấu. Ở đấy thì đang là núi. Tôi thấy là tấm lòng của chị em thực sự rất là nóng cháy. Bởi vì chồng chị em thì bây giờ chỉ có nằm giống như người thực vật thôi. Nhưng mà chị em thì vì chồng mình mà sáng sớm dậy rồi nói gì đó với mục sư. Bởi vì tôi thì là tôi đi xe buýt cùng với cả các học sinh trường đào tạo. Nên chị em thì đi một cái xe khác. Khi mà tôi đến nhà chị em thì tôi chia sẻ cho chồng chị em. Và rồi người đó cũng đã nhận được sự cứu. Và người đó đã thay đổi rất nhiều. Khoảng sau mấy năm thì tôi quay lại đó. Ở đó thì là núi nhưng mà người ta làm ra những cái bậc thang rồi trồng cây táo lên trên đó. Họ đã hái hết táo mùa hè rồi chỉ để lại một chút để cho chúng tôi hái nốt thôi. Anh em này thì đi xe lăn điện, đi hết chỗ này đến chỗ khác. Nhưng tôi thấy giống như là đã trở thành một người hoàn toàn khác. Buổi sáng sớm chúng tôi đến hái táo, rồi thông công với nhau, rồi nhóm với nhau. Và lúc đó thì tôi cầu nguyện cho anh em. Tôi bảo anh em ngồi đây. Tôi đặt tay lên trên đầu. Chúa có thể cho anh em này được trọn vẹn. Chúa ơi, sao Ngài không cho anh em đi lại và cho anh em có thể hoạt động được? Chúa có thể làm được mà, Chúa là cha mà, có việc gì mà Ngài không thể làm được? Tôi nổi lên tấm lòng đó và cầu nguyện rất là tha thiết. Khi chúng tôi cầu nguyện và thông công với nhau xong,
Thì lúc đó con gái tôi ở Mỹ gọi điện đến. Chúng tôi đang nói chuyện với nhau. Tự nhiên anh em nói rằng là ô, chào nhạc trưởng. Các thành viên của giàn hợp xướng hãy đến Andong đi. Rõ ràng là gặp nhau lần đầu tiên mà. Thực ra thì giàn hợp xướng đang tập trung tại hết nơi đó. Nhưng mà anh chị em ở đó cũng hát hai bài cho anh em này. Anh em thực sự rất là hạnh phúc. Mặc dù đã qua mấy năm rồi, anh em lại bắt đầu trồng cây táo. Và anh em cũng mua hết tất cả những cái đồ đạc, đồ dùng để có thể hái táo. Cái nhà thì cũng để rất là sạch sẽ. Thực sự giống như là một nước thiên đàng nhỏ vậy. Khi hôm kia tôi đi ở đó về, thực sự tôi rất là cảm ơn Chúa. Tấm lòng của anh em đó đã thay đổi rất nhiều. Mùa xưa đây là táo mùa hè. Tôi đang hái thì nghe nói mùa xưa đến để lại một ít. Nhưng mà khoảng nửa tháng nữa thì sẽ có táo mùa thu. Lúc đấy mùa xưa hay dẫn đại sứ đến nữa. Nên đó là một người rất là bất bại hội thánh, nhưng bây giờ Chúa Giêsu đã làm cho trở nên giống như là thiên sứ, như một đứa trẻ vậy. Khi quay trở về, tôi nói rằng hôm nay mình đã rất đúng đắn khi đến đó. Lần sau thì tôi muốn dẫn các anh em hội thánh đến đó nữa. Từ đây đến Andong thì mất khoảng hơn 2 tiếng. Mà tôi thực sự rất là cảm tạ Chúa. Rõ ràng là giữa hai vợ chồng mà có xích mích với nhau thì giống như là địa ngục. Nhưng mà chị em thì yêu người chồng bị tàn tật của mình rồi cầu nguyện. Nhưng mà khi mà tôi đi qua thì chị em cũng không muốn bỏ qua, mà từ sáng sớm đã cầu nguyện và ra như vậy rồi. Sau khi nhận được sự cứu thì anh em đã khỏe hơn rất nhiều. Nếu như mà chỉ nằm suốt thôi không thể lật được thì chắc chắn là sẽ bị thối loét. Nhưng mà anh em đã uống thuốc của trưởng lão Hang và bây giờ đã khỏi rồi. Lần sau thì tôi cũng muốn đưa trưởng lão Hang đến nơi đó nữa. Nên cuộc sống của một cơ đốc nhân thì dù là núi cao, đồng ruộng, lều rơm hay là cung điện thì tất cả đều hạnh phúc hết. Cuộc sống mà người ta giao giảng tin lành. Việc được giao giảng tin lành và những việc quý giá này Chúa đã giao cho tôi. Thật sự tôi vô cùng cảm ơn Chúa. Gần đây thì mục sư Park Young-jun, mục sư Lee Jong-do đã quay trở lại hội thánh và thực sự như là trở thành một người mới, trở thành một thiên sứ vậy. Mỗi khi tôi nghĩ đến điều đó, tôi rất là hạnh phúc, rất là cảm ơn. Ở Mỹ thì bây giờ đã bắt đầu mở trường đào tạo qua mạng. Qua 3 tuần mà đã có khoảng 1.200 mấy chục học sinh. Chúng tôi dự định là sẽ lồng tiếng mấy thứ tiếng nữa và làm lại. Bởi vì dạo gần đây thì có rất là nhiều mục sư mới nhận được sự cứu trên toàn thế giới. Chúng tôi đã giao giảng tin lành và cho họ nhận được sự cứu. Nhưng mà để có thể giải thích một cách kỹ càng cụ thể về cuộc sống đức tin thì cần phải mở trường.
thường. Khoảng mấy tuần thôi mà đã có hơn 1.000 người vào rồi. Nên sau này mà còn dịch sang tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha, rồi thêm vài thứ tiếng nữa. Thì chắc là trường này sẽ có khoảng hơn 10.000 học sinh. Khi tôi nghĩ đến điều đó, thực sự tôi rất là xúc động. Vừa nãy tôi cũng có nói là thứ ba vừa rồi tôi đã chia sẻ cho các mục sư ở Nam Mỹ. Khi mà tôi gặp họ thì tôi suy nghĩ là có cơ hội để gặp họ lần nữa hay không? Nên lúc đó thì sau chúng tôi thì có thời gian chia sẻ là 30 phút. Nhưng mà dù gì vẫn là chương trình của chúng tôi. Nên lúc đó thì tôi đã quyết tâm là nói trong 2 tiếng rưỡi. Khi 7.500 mục sư đó nghe ngôi lời trong suốt 2 tiếng rưỡi, tất nhiên là qua mạng cho nên cũng không thể nhìn được hết mặt nhau. Nhưng mà có mục sư Shin Jae-un làm MC, mục sư Kim Do-hyun cầu nguyện, còn tôi thì chia sẻ. Nên tôi nói là dù ai nói gì thì tôi cũng sẽ chia sẻ trong 2 tiếng rưỡi. Và tôi thực sự rất là hạnh phúc. Nhưng mà khi kết thúc xong thì họ cũng có thời gian thông công với nhau, họ rất là vui và tôi nhìn vào điều đó cũng rất là cảm ơn. Cái tin lành này chúng tôi không muốn phải che giấu. Khi ngôi lời này vào trong tấm lòng của họ thì họ thực sự có thể thay đổi được và có thể nhìn thấy Chúa làm việc ở trong đó một cách rất là rõ ràng. Tất nhiên không phải là ai cũng như vậy. Trong đó thì có vài người thì kiêu ngạo, coi thường hội thánh, coi thường tôi tớ và sống một cách rất là sai lệch. Và rất nhiều người đi theo con đường sai trái. Ngày hôm nay thì tôi không thể nào nói hết được những điều đó. Nhưng mà thực sự tôi rất là đau lòng. Họ thì chẳng biết rõ. Nhưng họ nghĩ rằng họ giỏi hơn các mục sư rất nhiều. Họ nghĩ rằng họ đã biết kinh thánh, nghĩ rằng mình thông minh. Cho nên nghịch lệ hội thánh, nói xấu hội thánh. Tôi nhìn vào điều đó tôi rất là đau lòng. Ở trong Chúa thì Satan cũng rất là nhiều cách để kéo chúng ta ra con đường sai lệch. Nhiều khi thì tôi suy nghĩ rằng là ôi, mình phải dừng lại việc giao giảng ở đây thôi. Khoảng 2-3 lần đã có sự việc như vậy. Nhưng bởi ơn của Chúa mà tôi có thể vượt qua được tất cả những việc đó và tiếp tục giao giảng. Cho nên thực sự tôi chẳng có giải điều gì hết, chỉ là Chúa mà đã mở đường cho tôi thôi. Lần này sau khi mở trường thần học ra, thì có một giám mục ở Ghana đã nói với tôi là mục sư, tôi đã bảo hết tất cả các mục sư ở trong hội thánh tôi vào trường thần học của mục sư rồi. Ôi, xin cảm ơn. Và mục sư ở Myanmar cũng gọi cho tôi. Mục sư, thế thì các những người Myanmar mà tốt nghiệp trường này thì cũng có thể làm việc cùng với Good News Mission đúng không? Bởi vì đó là những người không phải thuộc hội thánh của chúng ta mà là thuộc các hội thánh thường ở Myanmar và họ cũng đã nhận được sự cứu rồi. Nên tôi nghĩ đến điều đó tôi rất là cảm ơn.
Nên ví dụ như bây giờ mà chúng ta phiên dịch bài giảng ra 6 thứ tiếng, thì tôi nghĩ rằng mỗi học kỳ sẽ có khoảng 10.000 người tham gia vào trường này. Tôi nói như thế này không phải là nói quá. Cho nên sẽ có rất là nhiều mục sư gặp chúng ta sẽ được học. Họ biết rõ ràng về sự tha thứ tội lỗi. Họ trao giảng tin lành. Và khi họ đã có được đức tin, thì đất nước đó sẽ được thay đổi. Nghĩ đến điều đó, thực sự tôi rất là cảm ơn. Tuần này thì tôi đã gặp các bộ trưởng bộ giáo dục ở các nước khác cũng như là những người trực thuộc tổng thống để có thể tư vấn cho họ qua Zoom. Thì tôi đã đề nghị rằng là hãy cho những người thuộc bộ giáo dục của các Anh khoảng 100 người khi nào hết corona thì đến Hàn Quốc đi. Mỗi năm khi mà tổ chức chương trình cắm trại thế giới, chúng tôi cũng đã mời một vài bộ trưởng bộ thanh thiếu niên hay là các hiệu trưởng trường đại học. Nhưng mà thực sự họ thì đã nhận được sự cứu hết. Họ khi quay trở về đất nước của mình đã giúp chúng ta làm việc rất nhiều. Cho nên tôi có thể nhìn thấy là Chúa đã mở cửa trên toàn thế giới. Nghĩ lại thì tôi thấy là tôi chẳng có làm gì hết, nhưng mà Đức Chúa Trời đã làm việc rất là kỳ diệu cho chúng ta. Một hôm khi tôi đang ngủ thì tôi không ngủ được, tôi dậy sớm. Sáng sớm ngày hôm nay thì tôi cũng đã nói chuyện qua điện thoại với chị em Kim Yunok. Lúc đấy khoảng 5 giờ sáng. Bên cạnh thì có một người phụ nữ Indian. Người phụ nữ đó thì gần đang đứng trước cái chết rồi. Tôi không biết nói tiếng Anh cho nên thì chị em phiên dịch cho tôi. Khoảng 30 phút tôi đã ra giảng tin lành. Hôm nay thì tôi xin nói đến đây thôi. Người phụ nữ đó khi nghe ngôn lời thực sự rất là vui. Tôi cứ để những điều đó trong lòng và thỉnh thoảng nghĩ lại. Thì nếu như người đó có thể khỏi được ung thư, có thể có được tấm lòng mới và yêu Chúa Giê-xu, có thể nói về ân điển của Chúa Giê-xu. Khi suy nghĩ về những cái điều đó thì lòng của tôi thực sự rất là xúc động. Đó là những điều mà Chúa không phải chỉ cho một sư bao su mà muốn cho tất cả chúng ta. Ngày hôm nay thì chúng ta đã đọc về Kinh Thánh Giô-suê về việc dân Israel đến do thám xứ Jericho. Họ đã thoát khỏi Egypto và đến gần đất Canaan rồi. Họ đã sai 12 người do thám ra để đi thăm đất sẽ được giao cho Israel. Đó là một đất đượm sữa và mật. Họ thì bị choáng ngợp bởi những người to lớn lực lưỡng, nên họ nói rằng là không được đi sang bên đấy đâu. Cho nên ngoài Giô-suê và Ca-lép thì tất cả mọi người đều đã chết ở nơi đó. Sau 40 năm sau thì lúc đó họ mới quay trở lại đất Canaan. Nơi đầu tiên trong đất Canaan họ bước vào đó chính là nơi thành Jericho. Khi tôi đọc Kinh Thánh này thì tôi cảm thấy rất là xúc động. Muốn vào được thành Jericho thì phải có ba điều kiện. Thứ nhất, đấy là họ phải sai do thám.
Thứ hai đấy là sông Giô Đanh rất đầy nước nên không thể nào bước qua được. Và thứ ba đấy là thành Jericho rất là chắc, họ không thể nào lật đổ được. Ngày hôm nay thì họ đã đưa hai người Do Thám đầu tiên. Nên khi mà họ bước vào trong thành Jericho thì chỉ cần nhìn một lần thôi thì họ có thể biết ngay được đấy là những người đã sống trong đồng vòng 40 năm. Thì từ các anh ăn mặc cho đến mọi thứ khác thì đều rất là khác. Chỉ cần nhìn một lần thôi ai cũng biết được đó là những kẻ Do Thám. Vậy thì họ có để yên cho hay không? Họ sẽ bắt và giết đi. Giô-suê đã bảo hai người đi Do Thám về. Người ta sẽ nghĩ rằng là chúng ta đi Do Thám hay sao? Như vậy thì chắc chắn là sẽ bị bắt rồi. Họ thực sự rất là sợ hãi. Bây giờ thì người Jericho họ cũng biết là dân Israel họ đã ra khỏi đất Ai Cập. Và họ cũng biết rằng là Israel đã chiếm được tất cả các nước xung quanh. Bây giờ thì dân Jericho họ đang ở trong sự sợ hãi. Cho nên khi mà đi Do Thám thì chỉ cần nhìn một cái là người ta biết ngay đó là một dân tộc khác. Như vậy thì chẳng khác gì là gửi cho đi chết phải không ạ? Ôi, ông Giô-suê, chúng tôi có nhất thiết là phải đi đến đó hay không? Chúng ta cứ nhìn từ một ngọn núi phía xa kia không được hay sao? Khi mà chúng tôi đi vào đó thì chắc họ sẽ giết chúng tôi mất. Nhưng mà cuối cùng thì Giô-suê vẫn gửi hai người Do Thám sang đó. Khi mà họ bước vào trong cổng thành, thì ngay lập tức họ bước vào trong nhà của Rahab, kỵ nữ Rahab, và họ ở trong nơi đó. Nhưng có một người thì nhìn thấy, ô đấy chắc chắn là Do Thám rồi, ở chỗ chúng ta không có ai như vậy. Thế là họ tố cáo lên vua. Và vua thì cũng ngay lập tức gửi binh lính đến. Họ đến nhà của kỵ nữ Rahab và nói rằng là mở cửa ra. Những người Do Thám suy nghĩ rằng ôi mình chết rồi. Rahab cũng nghĩ rằng bây giờ mình sẽ có vấn đề. Và Rahab ngay lập tức nói đi ra đây, rồi trèo lên trên mái nhà, giấu mấy người Do Thám này ở dưới cọng gai. Cái gai này chính là cái gai ở trong áo vải gai ngày xưa. Và cái lá của cây này chính là cái thuốc phiện. That leaves are called as the, you know, herb, the Demacho. Cocaine. They took a certain kind of drugs. 그러니까 그게 그 대마초라는 게 그 대마 그 저 삼의 잎을 대마초. In cái thuốc phiện này chính là lá của cái gai. 그래서 그게 광각 작용이 있어서 모두 대마초하고 그러다가 막. Đó mang lại cái hiện tượng ảo giác, cho nên người ta hít cái đó thì sẽ bị bắt. Chắc là Rahab là kỵ nữ nên đã dùng cái thuốc phiện này. Ngày nhỏ thì chúng tôi có thuốc phiện rất là nhiều nhưng mà cũng không hề biết nó là cái gì. Cho nên khi binh lính đến và gõ cửa, họ đến họ gõ cửa. Ôi, hôm nay chúng tôi hết rượu rồi, không bán hàng nữa đâu, mai quay lại đi. Mở cửa ra. Thế là rồi Rahab cũng ra mở cửa thì rất là ngạc nhiên. Ờ, có chuyện gì vậy? Ở đây có hai người đến đúng không? Vâng, vâng. Họ đâu rồi? Họ cứ lầm rầm với nhau rồi hỏi tôi là mấy giờ cửa thành đóng. Nên khi gần đến giờ đóng cửa thành thì họ chạy ngay về hướng cửa thành. Ok, anh chạy đi thay nhanh lên. Chắc là sẽ bắt được họ đấy. Thế là họ cũng chạy đi luôn. Rồi Rahab lại đóng cửa lại. Quay lại và nói.
Khi chúng tôi nghe về các anh thì tất cả những người trong thành này đều đã tan hết ruột gan rồi. Tôi đã cứu mạng sống của các anh. Vậy thì các anh cũng hãy cứu gia đình tôi và cho tôi một dấu. Khi mà hai người Do Thám này nghe điều đó thì họ rõ ràng là những người đã phải chết rồi. Nếu nữ Rahab mà nói ra thì chắc chắn là họ sẽ phải chết luôn. Nhưng nghe kỹ nữ Rahab nói thì Chúa, Ngài đã cứu con như thế này. Lúc đó là vào ban đêm họ phải bước ra. Họ biết không thể nào bước ra đường cửa thành được. Nhưng mà nhà của kỹ nữ Rahab thì lại ở trên tường thành. Nên họ đã đi cái dây xuống dưới thành. Và rồi họ nói, khi chúng tôi đến nhà này thì nàng hãy treo sợi chỉ điều vào trong cái cửa sổ này. Nên ai mà bước ra khỏi căn nhà này, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu. Nhưng mà nếu treo sợi chỉ điều thì chúng tôi sẽ bảo vệ ngôi nhà này. Nên Đức Chúa Trời thì Ngài đã sai hai người Do Thám đến thành Jericho. Và Chúa cho chúng ta nhìn thấy Ngài cứu người ở trong thành hủy diệt này. Và sau đó thì những việc mà bước qua sông Giô-đanh hay là làm sập đổ thành Jericho là những việc rất khó. Nhưng mà tất cả bởi năng lực của Chúa, Ngài đã trao vượt qua hết. Tôi nhận sự cứu năm 1962. Lúc đó thực sự tôi rất là cảm ơn Chúa, nên tôi muốn làm điều gì đó cho Chúa. Nhưng tôi không thể làm được điều gì hết. Nếu mà tôi có tiền thì ít ra tôi có thể dâng hiến cho Chúa. Nhưng một tháng, hai tháng tôi cũng không tìm được việc gì, tôi cũng không sờ được vào đồng tiền. Thực sự tôi rất là cảm tạ ơn Chúa, tôi muốn làm một điều gì đó cho Chúa. Lúc đó thì là ngay sau chiến tranh Triều Tiên, có rất là nhiều nhà chỉ có phụ nữ, không có đàn ông. Khi mà đến một nhà nào đó, tôi thấy khi mà hôm nào có mưa thì họ phải để mấy cái chậu rửa mặt ra để hứng nước mưa. Và nếu đèn sưởi bị lún thì lúc đấy khói nó cũng bay đầy trong nhà. Tôi thực sự rất là cảm tạ Chúa. Một hôm khi mà nhìn những ngôi nhà đó thì tôi suy nghĩ rằng là tôi có thể sửa được những cái nhà đó. Và tôi tưởng tượng đến khi tôi đã già. Cô ơi, để tôi sửa cái mái nhà này cho. Cô đừng có lo nhé. Tôi đã sửa xong rồi, bây giờ mưa sẽ không bị dột nữa đâu. Xin cô cho một cốc nước được hay không? Nên trong lòng của tôi thì tôi tưởng tượng cảnh mình xin một cốc nước. Và tôi có thể làm được những việc đó cho Chúa Giê-xu, thực sự tôi rất là hạnh phúc. Và tôi cũng thấy là mình có thể sửa được cả cái nền sưởi nữa. Trước một lần nào tôi tưởng tượng là tôi sẽ là mục sư. Tôi nhìn vào các mục sư hội thánh chúng ta thực sự rất là vĩ đại. Thực sự là tôi rất là cảm ơn Chúa vì việc nhận được sự tha thứ tội lỗi, nên tôi muốn dâng cho Chúa. Nhưng tôi chẳng có gì để dâng hết. Tôi chỉ có một cái thân này thôi. Vậy thì tôi sẽ dùng cái thân thể này vào đâu? Nó chẳng có tác dụng gì hết. Nhưng mà vì Chúa Giê-xu tôi cũng có thể sửa được cái mái nhà. Tôi đã quyết định là làm như thế. Tôi quyết định là sống cả đời mình như vậy.
And about this this time of year, when I grow this tầm đến tuổi này tôi sẽ sửa mái nhà cho người ta, sửa nến sửa cho người ta, xin một cốc nước. Cô ơi, bây giờ sẽ không có khói nữa đâu, cô hãy sống ở đây nhé. Như vậy thì tôi sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc khi có thể làm được những việc như vậy. Lúc đó thì tôi đã quyết định lòng là sẽ dâng mình cho Chúa. Và tôi không bao giờ tưởng tượng là mình có thể làm được việc này, có thể trở thành mục sư và làm những cái việc vừa quý vừa thiêng liêng thế này. Tôi tự một mình tưởng tượng thì tôi nhận một cốc nước. Thì tôi thực sự cũng cảm thấy rất là thỏa mãn và hạnh phúc. Chúa thì Ngài đã chặn hết mọi con đường của tôi. Mặc dù tôi đã cố vùng vẫy để có thể sống tốt được, nhưng không có điều gì thì tôi có thể làm được ra hồn. Tôi bắt đầu thất vọng về cuộc đời và có suy nghĩ muốn chết. Nhưng mà lúc đấy cũng chẳng có lý do gì để chết cả. Nói chung là tôi đã sống như vậy. Nhưng mà Chúa thì Ngài đã cho tôi có thể ra giảng tiếng lành này. Năm 2020, có rất là nhiều người do dịch COVID mà phải sợ hãi, đau khổ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là ngôi lời của Chúa sẽ trở thành sự an ủi cho lòng của họ. Nên tôi đã ra giảng cho vòng 11 buổi. Chúa đã làm cho toàn thế giới có thể nghe được những bài giảng đó. Bây giờ đi khắp thế giới thì họ đều nói rằng họ đã nghe những bài giảng này. Tất nhiên là cũng có những người tôi chưa gặp và cũng có những người tôi đã gặp rồi. Nên ở đây thì có những điều thực sự rất là đơn giản. Trong Esai đoạn 55 thì có một ngôi lời như thế này. Ý tưởng ta, Đức Giê-hô-va phán, ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta, vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Đó là suy nghĩ giữa chúng ta với của Chúa. Ý tưởng của chúng ta thì khác với của Chúa. Khi mà tấm lòng của chúng ta có thể liên kết với tấm lòng của Chúa, thì khi đó tấm lòng của Chúa sẽ vào trong tấm lòng của chúng ta. Tấm lòng vào trong tấm lòng của chúng ta trước đó là tấm lòng của Chúa Giê-xu. Tấm lòng trong Chúa Giê-xu bây giờ đã vào trong lòng tôi. Nên và lúc đó khi mà tôi chạy theo hướng xác thịt, we also have the heart of God that runs toward the spiritual world. As we have these two hearts in us, if we just look at them like that, we will know. 정확하게 nên chúng ta nếu mà nhìn rõ ràng, thì những cái suy nghĩ của chúng ta thì lôi kéo chúng ta đến sự tối tăm và sự rủa xả. Nhưng mà Đức Chúa Trời thì dẫn dắt chúng ta đến con đường của Chúa Giê-xu. Mỗi lần thì tôi đều nói với các chị em, tôi hỏi các chị em rằng là có thể phân biệt được chồng mình với chồng người khác hay không? Dù là ai cũng không có người nào là người không phân biệt được chồng mình với chồng người khác phải không? Nhưng mà chúng ta thử suy nghĩ mà xem. Trong chúng ta bây giờ đã có một suy nghĩ bước vào. Vậy thì đây là suy nghĩ đến từ Chúa? Hay là đây là suy nghĩ của Satan? Chúng ta phải học được cái cách phân biệt đó. Khi chúng ta đọc một cách rõ ràng, kỹ càng, thì ngôi lời của Chúa, chúng ta có thể nhìn thấy là những suy nghĩ mà Satan cho thì coi trông có vẻ là tốt nhưng cuối cùng lại là xấu. Cho nên khi chúng ta nghe và chúng ta tin vào ngôi lời của Chúa và chúng ta nhận được sự dẫn dắt của Chúa, nên tấm lòng của Chúa Giê-xu vào trong tấm lòng của chúng ta, dẫn dắt được chúng ta. Và khi tôi được dẫn dắt theo ngôi lời đó, thì Chúa sẽ dẫn dắt tôi đi theo cùng con đường của Chúa Giê-xu.
Thực sự đó là một điều vô cùng kỳ diệu. Tôi sẽ trở thành Chúa Giê-xu nhỏ. Mỗi khi tôi đọc Kinh Thánh, tôi nhận ra Tin Lành và tôi chia sẻ được những điều này. Không phải là tôi có thể hiểu được Kinh Thánh mà là Chúa đã dẫn dắt tôi cho tôi có thể hiểu được những lời đó. Cho nên khi tôi trở thành Chúa Giê-xu nhỏ và làm việc, thì giống như những gì mà Chúa đã giúp Chúa Giê-xu, thì Ngài cũng sẽ sống và làm việc trong chúng ta. Khi mà sai những người Israel sang Do Thám thành Jericho, thì họ rất là sợ hãi. Bởi vì chỉ cần nhìn một cái là họ biết ngay rằng đấy là dân Israel đến để Do Thám xứ, nên chắc chắn là họ sẽ phải bị chết. Nhưng họ vẫn đi. Vì sao? Bởi vì Đức Chúa Trời đã sai mình mà. Chúa sẽ không để mình chết đâu. Chúa sẽ giúp mình thôi. Chúa sẽ chúc phúc cho mình. Bởi vì họ tin vào điều đó, nên họ mới có thể một cái sẵn sĩ bước đi được. Nếu như mà họ không có đức tin, sao Giuse lại sai mình đến đây? Nhìn một cái là biết ngay mình là dân Israel mà. Mình sẽ phải chết mà. Vậy thì mình sẽ phải chết thôi. Tại sao mình phải đi đến đó để chết làm gì? Họ thì có sự sợ hãi đó trong lòng. Ai là người? Đó là tấm lòng của những người Do Thám. Nhưng mà có một tấm lòng khác rằng là khi chúng ta ra khỏi Ai Cập thì Chúa đã cho tách biển. Chúa đã giúp đỡ chúng ta rồi. Lúc mà chúng ta đi qua đó thì đúng ra là chúng ta đã phải chết hết rồi, nhưng mà Chúa đã giúp đỡ chúng ta. Chúa đã bảo vệ chúng ta. Mặc dù con mắt của mình nhìn thì là chết, nhưng mà Chúa không phải cho mình đi để mình chết đâu. Chúa sẽ cứu mình thôi. Thế là họ bước đi và sang bên thành Jericho. And as soon as they got into the house, the soldiers began to smack on the door. Họ bước vào thì những người binh lính cũng đến và gõ cửa. Chúng tôi biết là ở đây có Do Thám. Như vậy thì có nghĩa là họ sẽ phải chết. Họ thì đang run rẩy chuẩn bị phải chết đến nơi rồi. Mà lúc đó thì Rahab thì chạy lên mái nhà thật nhanh. And they brought them up to the roof. They brought them to the roof, and they lay down here. And he shook. Và nói rằng là hãy lấy những cái lá này và che lại. Kết thúc rồi. Chúng tôi không bán hàng nữa đâu. Mở cửa ra. Ôi, chuyện gì vậy? Chúng tôi đóng cửa rồi. Cửa mở ra, binh lính xuất hiện, rất là giật mình. Hôm nay có những người lạ vẫn bước vào đây phải không? Vâng, có hai người đi. Lúc nãy thì họ đã thì thào với nhau, không biết là mấy giờ đóng cửa thành, nên tôi đã chỉ cho rồi. Thế là ngay lập tức thì các binh lính chạy ra phía cửa thành, chạy nhanh lên thì các ông sẽ có thể bắt được hắn. Khi họ nghe những điều đó ở trên mái nhà, thì những người Do Thám họ sẽ suy nghĩ như thế nào? Ôi Chúa, Ngài đã gìn giữ chúng con như thế này. Sau khi binh lính đi hết rồi, họ đóng cửa lại. Rahab đã đến gặp người Do Thám. Chúng tôi đã nghe nói rằng các ông ra khỏi xứ Ai Cập và nghe nói rằng các ông đã qua đồng vắng. Khi nghe nói rằng dân sẽ đến đây để đánh thành Jericho. If I didn't save you today, you must have all died. I saved your lives. Chúng tôi đã rất là sợ hãi, nên nếu mà tôi không làm như thế này thì các anh sẽ phải chết hết.
tôi đã cứu các anh rồi, nên các anh cũng hãy cho một dấu để biết là cứu chúng tôi đi. Một trong hai người đó là ai nhỉ? Có biết là ai không? Ai? Ai? Salmon. 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 Vâng, xanh môn không phải là cá hồi đâu nhá. Người đàn ông này thì đã yêu kỹ nữ rồi. Ôi, một người đàn bà khôn ngoan như thế này, người đàn bà tươi sáng như thế này, tại sao lại phải làm kỹ nữ vậy? Và đây chính là ân nhân cứu mạng của Sanh Môn. Và rồi Sanh Môn nói, bởi vì đây là một căn nhà ở trên tường thành nên họ có thể dòng dây xuống và đi xuống. Đây là cách mà Chúa đã gìn giữ chúng ta. Rahab, người đã nói với Rahab, khi chúng tôi đến đây thì hãy dùng cái sợi chỉ điều vào cửa sổ. Những người nào mà ở ngoài thì chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu. Nhưng những người nào ở trong nhà thì chúng tôi sẽ bảo vệ cho. Rồi cuối cùng thì họ đã, hai người Do Thám này đã ra khỏi cửa thành. Và họ đi về với Giô-suê. Họ nói rằng chúng tôi không bao giờ tưởng tượng là Chúa sẽ có thể giúp chúng tôi theo cách đó. Nếu như mà bảo tôi phải kể những chuyện này thì tôi có rất rất nhiều lời làm chứng. Chúa Ngài đang ở cùng với chúng ta. Mỗi khi mà tôi khó khăn hay là gặp vấn đề gì, Chúa đều giúp đỡ cho, Ngài đều bảo vệ cho và Ngài ban ơn cho tôi. Ngày mà chúng tôi lần đầu tiên chuyển đến Padong thì đã hít phải khí ga và suýt chết. Hôm đấy phải chuyển đồ nên tôi rất là mệt. Tôi nằm xuống một cái là ngủ luôn. Khi mà ngủ được một lúc thì tự nhiên Ân Xúc khóc rất là to. Tôi tỉnh dậy và tôi rất là cáu. Ôi em ơi, tại sao em cứ để cho con khóc như vậy? Ôi, nó chẳng có chuyện gì mà nó cũng khóc mà. Thế là chúng tôi thì cứ vỗ vỗ nó và lại ngủ tiếp. Rồi một lúc sau thì tự nhiên Ân Xúc khóc một cách rất là hoảng sợ. Lúc đấy thì lần thứ hai thì tôi cảm thấy rất là khó chịu. Chúng tôi dậy và bật đèn lên, chẳng có cái gì hết. Và lần nữa thì chúng tôi lại khi chúng tôi mở cửa ra thì cái gió lạnh nó lùa vào, rồi vợ tôi cũng gục ra đấy luôn. Ai mà hít phải khí ga thì gặp gió lạnh sẽ bị ngất xỉu ngay lập tức. Lúc đấy thì tôi mới biết là chúng tôi đã hít phải khí ga rồi, nên chúng tôi phải đi ra để cầu cứu. Tôi đẩy Ân Xúc ra phía cửa. Đi ra thì tôi hét rất là lớn. Xin cứu chúng tôi với. Chúng tôi đang rất là khó khăn. Một người ở nhà thuê bên cạnh thì cũng chạy sang. Có chuyện gì vậy? Chúng tôi đã hít phải khí ga rồi. À thế hả? Thế là họ cho chúng tôi đến ngồi nằm ngủ ở cái hè có cái đệm, có cái bếp dầu hỏa. Nếu như mà đêm hôm đó Ân Xúc không khóc thì chắc là ngày hôm sau chúng tôi đã trở thành thi thể hết rồi. Thật sự chúng tôi đã gặp rất là nhiều việc khó khăn và nguy hiểm. Nhưng không một lần nào Chúa đã lờ tôi đi.
Tôi thì không như vậy, tôi thì không trung thành với Chúa. Tôi làm việc của Chúa, nhưng cũng có những lúc tôi chạy theo cái hướng của xác thịt, tôi đi theo suy nghĩ của mình. Nhưng mà Đức Chúa Trời thì Ngài luôn thành thật. Bây giờ tôi đã nhiều tuổi rồi, và thực sự tôi thấy Chúa rất là kỳ diệu. Khi chúng ta nhìn bằng con mắt của mình, thì đến Jericho chẳng khác gì là việc đi chết. Nhưng mà đối với Chúa thì dù là gặp phải chuyện gì, Ngài cũng sẽ giải quyết cho. Khi đi Do Thám, Chúa cũng đã giữ gìn. Khi bước qua sông Giô-đanh, thì Chúa bảo những thầy tế lễ cả, hãy khiêng hòm giao ước, rồi khi nào mà chân chạm xuống nước, thì nước sẽ trở thành bờ tường để cho mọi người có thể bước qua đất khô. Thực sự đây là những câu chuyện thực sự rất kỳ diệu. Những sự việc đó trong Kinh Thánh, tôi nhìn thấy Chúa đã làm việc trên đời sống của tôi rất nhiều. Identically, I can see God working in my life. Từ trước đến nay thì đã có rất là nhiều vấn đề. Nhưng không có một lần nào mà Chúa bỏ rơi tôi. Ngài đã gìn giữ. Bây giờ thì tôi đã có tuổi. Tôi rất là hạnh phúc. Khi mà có tuổi rồi, thì tôi cảm nhận được rằng tôi đã già, mà trí nhớ của tôi thì cũng cứ quên liên tục. Anh em tên gì nhỉ? Không đến mức gọi là như vậy, nhưng mà trí nhớ thì cũng giảm nhiều. Có những khi tôi biết rõ Kinh Thánh nhưng tôi cũng không nhớ ra được, cho nên tôi phải đọc Kinh Thánh nhiều lần. Nhưng mà Đức Chúa Trời, Ngài đã cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi. Ngài cho chúng ta làm con cái của Ngài. Khoảng con đường gần 60 năm qua, tôi nhìn lại thì có rất là nhiều khó khăn và vấn đề, nhưng không một lần nào Chúa làm ngơ tôi. Mọi việc thì đều bởi Chúa mà được tốt đẹp. Tôi nhìn lại như tất cả những điều đấy đều rất là hạnh phúc và cảm ơn Chúa. Và mỗi khi làm việc cùng thì đều thấy Chúa ban ơn cho. Thật sự tôi không muốn mở trường đào tạo đâu. Nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu như tôi không mở trường đào tạo, làm thế nào để tôi có thể giảng Tin Lành đến khắp cả trái đất này được? Ở Mỹ không có một trường thần học nào có thể theo được trường thần học của chúng ta. Thật sự chúng ta chẳng là gì hết. Nhưng mà Đức Chúa Trời làm việc thật sự rất là kỳ diệu. Nên khi chúng ta muốn làm việc của Chúa, Satan thì luôn luôn nói, nếu đến đấy là ngươi đi chết đấy. Ngươi đến đấy Do Thám thì người ta sẽ nhận ra ngay. Người ta sẽ để yên cho ngươi hay sao? Con lính sẽ đến và không để yên cho ngươi đâu. Rồi người sẽ bị giáo đâm, rồi bị... Nên suy nghĩ thì rõ ràng là như vậy. Ai thấy thì cũng, ai nhìn vào thì cũng thấy đây là đúng. Nhưng mà Đức Chúa Trời thì Ngài giỏi hơn. Ngài đã gìn giữ chúng ta. Mỗi khi mà chúng ta gặp phải chuyện khó khăn, thì bởi năng lực của Chúa, tôi đã có thể thắng được. Nên hai người Do Thám đã đến và thắng được. You know, we had this passage in Rahab.
And soldiers were smacking on the door. Open the door. Spies came to disarm. Họ đến và họ nói rằng là đáp mau mở cửa đi, có ai vào đây rồi? Mau mau mở cửa đi. Họ biết rằng ngày hôm đó họ sẽ phải chết. Nhưng mà khi họ nhìn vào gương mặt của kỵ nữ, thì kỵ nữ bảo hãy trật tự. Nên Simu làm chứng rằng tôi đã đi theo, tôi đã lên trên mái nhà. Chúng tôi leo lên mái nhà bằng thang. Rồi người đàn bà đó đã mang cái thang, leo lên cái thang rất hay. Rồi lấy cái chỗ cọng gai để cho chúng tôi bước vào trong đấy thật nhanh. Giả vờ buồn ngủ rồi đi ra mở cửa nói rằng sao thế, chúng tôi không bán hàng nữa. Chúng tôi thì ở phía dưới cọng gai, nghe Rahab nói. Nên bây giờ chúng tôi thì đã được kỵ nữ cứu. Nhưng mà nhà bây giờ không thể ra khỏi thành bởi vì người ta đã phát hiện ra rồi. Chúng tôi không thể đi ra được. Nhưng mà nhà của kỵ nữ thì lại ở trên cửa thành. Mà không biết làm thế nào mà trong nhà của kỵ nữ lại có cái dây thừng nữa. Không biết là có phải là đã huấn luyện du kích hay không? Hay là kỵ nữ không bước qua, đi lại qua cửa thành mà cứ đi bằng dây thừng vậy? Mà nó cũng rất là vừa đúng cái độ dài của nó. Đức Chúa Trời chính là Đức Chúa Trời. Dù chúng ta đang ở hoàn cảnh nào, Chúa biết trước chúng ta. Chúa đã chuẩn bị kỵ nữ, chuẩn bị dây thừng, chuẩn bị cọng gai. Ngài đã bảo vệ và giúp đỡ chúng ta. Chúng ta hãy đến đó đi. Jericho là của chúng ta rồi. Khi họ nghe lời làm chứng này, đây là việc mà Chúa đã làm. Chúng ta không thể nói một lời nào khác. Qua rất nhiều năm trước, Chúa đã dùng nhiều cách để giúp đỡ tôi. Tôi cũng có nhiều kẻ nghịch, cũng có nhiều kẻ nói xấu. Và cũng có những người đã vu khống hội thánh của chúng ta. Nhưng chúng ta đã không đấu tranh với họ, mà chúng ta chỉ giao giảng tin lành thôi. Thật sự tôi rất là cảm ơn khi có thể nhìn thấy Chúa sống và làm việc. Thậm chí là kể cả các anh em chị em gần gũi, họ cũng đã nghi ngờ hội thánh. Điều đó khiến tôi rất là đau lòng. Tôi không biết phải nói gì với họ. Và thực sự trải qua những sự việc đó nhiều. Họ đã bỏ chúng ta đi. Họ đi đến những nơi rất là kỳ lạ. Và sống một cách rất là tội nghiệp. Ôi, làm sao nhận được sự cứu họ có thể làm được như vậy? Thế nhưng, mặc dù con người thì là giả dối, nhưng Đức Chúa Trời là thật. Đức Chúa Trời là thánh. Giống như việc Chúa đã cứu hai người Do Thám bằng kỵ nữ Rahab, thì tôi cũng thường xuyên nói rằng Sinh Môn, sau khi chiếm được thành Jericho rồi, thì Sinh Môn rất là yêu kỵ nữ Rahab, nên muốn kết hôn với Rahab. Người đàn bà này thế vì sao mà lại trở thành kỵ nữ vậy? Một người đàn bà khôn ngoan như vậy, rất là thánh khiết như vậy. Sinh Môn rất là tò mò. Nhìn bề ngoài thì rõ ràng đây là kỵ nữ. Đó là một người kỵ nữ đã bán thân và bán rượu. Nhưng cái tấm lòng thì thực sự rất là trong sáng, rất là khôn ngoan và rất là yêu Chúa. Sinh Môn có thể cảm giác được điều đó. Bình thường thì có thể có suy nghĩ rằng mình thiếu cái gì mà phải đi lấy một kỵ nữ.
찰 수 있는데. So that kind, that he might have that kind of heart too. Simon có thể suy nghĩ được như vậy. Thế nhưng không. Mặc dù là kỵ nữ nhưng không phải là kỵ nữ. Đó là người đàn bà mà Chúa đã chuẩn bị cho mình. God made her into a heartless so that she would meet us. Ôi, tôi muốn lấy một người phụ nữ như thế này. Người phụ nữ này quá là tốt. Không có một người phụ nữ nào trên thế giới này được như vậy. Nên tôi suy nghĩ về tấm lòng của Simon lúc đó thì thực sự rất là thật lòng. Một hôm thì Simon nói với cha mình rằng, cha ơi, con muốn lấy vợ. À thế hả? Tin mừng đấy. Cha cũng muốn thấy con dâu rồi. Con đã có bạn gái chưa? Đã quyết định lấy ai chưa? Vâng, con có một người muốn lấy. Đó là người phụ nữ như thế nào vậy? Làm nghề gì vậy? Làm y tá à? Hay là làm cô giáo? Hay là giáo sư? Đó là người làm nghề gì? Cha ơi, con xin nói thật. Ừ, con nói đi. Người phụ nữ đó làm gì vậy? Cha ơi, con xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Con cứ nói đi, không sao đâu. Con không biết cha nghe rồi thì sẽ suy nghĩ như thế nào. Nhưng con rất yêu nàng. Đó là một kỵ nữ. Kỵ nữ hả? Con đang nói đùa cha hay sao? Cha chưa bao giờ thấy con nói đùa mà. Cha luôn luôn suy nghĩ rằng con rất là đúng đắn. Nhưng bây giờ con lại nói con sẽ lấy một kỵ nữ sao? Ôi, cha không hiểu lắm. Nhưng mà cha tin con. Con không phải là một người đơn sơ. Chắc chắn là phải có lý do gì khiến cho con muốn lấy người kỵ nữ đó. Vâng, thưa cha, người đó mặc dù là kỵ nữ, nhưng chính là ân nhân cứu mạng của con, đã cứu con khỏi sự chết. Và người phụ nữ đó, con chưa hỏi, con không biết tại sao lại trở thành kỵ nữ. Nhưng đó là người phụ nữ mà Chúa sử dụng. I've met many women before, but I've not seen any woman who's as close as her to God. Con đã quyết định là sẽ không nhìn vào bề ngoài, nhưng con nhìn vào tấm lòng của người phụ nữ đó. Đó là người phụ nữ có tấm lòng đẹp hơn bất cứ ai từ trước đến nay. Con là con trai của cha. Chỉ cần cha đồng ý thôi, thì con muốn lấy người phụ nữ đó. Đó là người đã cứu sự sống của con. Cho nên con thì đã hết lòng mà yêu người phụ nữ đó. Con biết đó là kỵ nữ. Bên một bên con cũng có tấm lòng như vậy. Nhưng đó là ân nhân cứu mạng của con. Nàng cũng yêu con. Và nếu như lấy nàng thì chắc chắn con sẽ được rất hạnh phúc. Con rất xin lỗi phải nói như thế này với cha, nhưng xin cha hãy đồng ý cho, con thực sự rất là yêu nàng. Này, con nói là con sẽ lấy người mình yêu mà cha, làm sao mà ngăn cản con được. Từ nhỏ đến bây giờ chưa một lần nào con đưa ra phán đoán sai lầm, nên cha nghĩ rằng đây là suy nghĩ đúng của con. Nói thực là cha cũng không phải là không có gì vướng mắc trong lòng, nhưng mà đó là một người phụ nữ như thế nào mà con lại yêu đến như vậy? Nếu như mà con yêu thì con cũng không phải là một kẻ ngu. Cha muốn tôn trọng quyết định của con. Kết hôn là việc con quyết định. Cha sẽ theo quyết định của con. Chỉ cần đến đây và làm con dâu cho tốt thôi. Cha sẽ không coi thành vấn đề gì hết. Vâng, cảm ơn cha. Cảm ơn cha nhiều.
cảm ơn cái gì? What are you thankful about? It's natural. Nên con mà được hạnh phúc thì cha cũng sẽ được hạnh phúc thôi. Họ đã nói rất nhiều điều. Nếu mà nói về những mối quan hệ này thì thực sự không có điểm kết. Họ đã bỏ đi hết tất cả những tiêu chuẩn của con người từ trước đến nay. Tấm lòng của Thánh Linh trong lòng mà Chúa Giê-xu đã dẫn dắt họ, cho họ trở thành một Chúa Giê-xu nhỏ, trở thành tôi tớ của Đức Chúa Trời, và dẫn dắt họ để làm những việc vô cùng tươi đẹp mà họ không thể nào làm được. Và họ đã làm nên ý muốn của Chúa. Chúng ta sinh ra trên thế giới này, Chúa Giê-xu đã chịu đóng đinh trên thập tự giá vì chúng ta. Ngài đã hy sinh vì chúng ta, bị người ta mắng chửi, bị người ta vu khống, bị đói và phải bị khó khăn. Đó là những điều vô cùng quý giá và tốt đẹp đến chừng nào. Chúa đã đổ huyết và chết vì chúng ta. Mặc dù chúng ta biết được tình yêu đó, nhưng chỉ cần xảy ra một cái vấn đề nhỏ thôi mà chúng ta muốn trôi theo hướng xác thịt để tự bảo vệ mình. Chúng ta chẳng phải là người như vậy hay sao? Chúng ta có phải là người đang coi thường tình yêu của Chúa Giê-xu hay không? Bây giờ chúng ta hãy sống và yêu Chúa Giê-xu. Không phải là chúng ta chỉ cần Chúa Giê-xu bây giờ đâu. Dù chúng ta sống 10 năm, 50 năm, dù chúng ta sống 1 năm hay 1 ngày nữa, chúng ta cũng phải sống bởi Chúa Giê-xu. Chúng ta phải làm cho Ngài vui và dâng bản thân mình cho Ngài. Có việc gì có thể hy sinh vì Ngài, chúng ta đừng ngần ngại mà hãy bước đi. Nên tôi suy nghĩ đến Chúa Giê-xu đã chịu khó khăn trên thập tự giá vì tôi. Nên bây giờ tôi không muốn suy nghĩ về xác thịt của mình nữa. Chúng ta hãy thoát ra khỏi đó. Hãy thoát ra khỏi những suy nghĩ chật hẹp. Chúa Giê-xu đã giữ gìn chúng ta, thì đó sẽ còn an toàn hơn hàng trăm hàng ngàn lần việc chúng ta tự bảo vệ mình. Anh chị em yêu mến, giống như người đàn bà tà dâm, chúng ta là những người đã nhận được tình yêu của Chúa Giê-xu vô cùng lớn lao. Ngài đã đổ huyết vì chúng ta, bị đóng đinh trên thập tự giá vì chúng ta, bị giáo đâm vào và bị đòn đánh. Đây không phải là lý thuyết, mà thực tế Chúa Giê-xu đã chịu những điều đó. Dù chúng ta không thể chết vì Chúa Giê-xu, nên như thỉnh thoảng Chúa Giê-xu bị người ta mắng, thì chúng ta hãy bị ăn mắng một chút. Có một người đến gặp tôi và hét lên trước mặt tôi: Mục sư có biết xấu hổ hay không? Sao? Mục sư bị ra tòa đấy là tốt hay sao? Tôi mới nói: Chúa Giê-xu cũng bị xét xử, Phao-lô cũng đã bị xét xử và Phi-e-rơ cũng đã bị xét xử. Thế mục sư giống như Chúa Giê-xu hay sao? Tôi không giống hệt Chúa Giê-xu. Nhưng lý do bị xét xử thì giống như của Chúa Giê-xu. Nếu tôi không làm việc tin lành thì không có ai làm như vậy với tôi. Khi nói điều đó, tôi cũng cảm thấy rất cảm ơn vì được xét xử, vì Chúa Giê-xu ở cùng tôi. Đôi khi người ta chửi tôi, và ở trên mạng thì người ta vu khống về tôi. Bây giờ ở trên cái đài CBS vẫn nói rằng tôi đang bị xét xử. Đó là đài truyền hình. Đó là đài truyền hình Cơ Đốc giáo. Mà đó là đài truyền hình đang nói xấu tôi tới Cơ Đốc Chúa Trời thật. Họ đang làm ra một cái không khí như vậy. Nhưng chúng ta không quan tâm đến những điều đó.
Vì Chúa đã cứu chúng ta hết ra khỏi những nơi đó. Ngài đã cứu khỏi thành Jericho. Khi đứng trước có con sông Giô-đan đầy nước, nhưng vấn đề của chúng ta thì Chúa Giê-xu đều giải quyết cho hết. Và mặc dù trước mặt thì có thành Jericho vững chắc, nhưng mà Chúa, Ngài đã làm cho sụp đổ hết. Ngài cho chúng ta bước đi con đường tin lành. Bây giờ tôi đã bạc đầu và tôi đã già rồi, nhưng tôi rất là cảm ơn vì Chúa cho tôi làm việc tin lành. Tôi không biết tôi có thể làm được bao nhiêu lâu nữa. Tôi thường xuyên suy nghĩ đến việc chết. Điều đấy thực sự tôi cảm rất là cảm ơn vì tôi đã có thể sống vì tin lành cả cuộc đời của mình. Rất nhiều người qua đó đã nhận được sự cứu rỗi. Ngài đã chịu đóng đinh trên thập tự giá vì tôi. Mặc dù tôi không bị đóng đinh trên thập tự giá, nhưng vì Chúa Giê-xu tôi cũng có thể bị người ta mắng, tôi cũng có thể trải qua khó khăn. Có những khi tôi được tôn trọng, có những khi bị coi thường. Tôi giao giảng cho nhiều người từ cao đến thấp, và tôi thường xuyên hỏi Chúa, Chúa Giê-xu, tại sao Ngài lại yêu con? Tôi không hề tài giỏi. Tôi cũng không hề hiền lành. Tôi cũng không khôn ngoan. Tại sao Ngài lại yêu tôi? Tại sao Ngài lại giao tin lành cho tôi? Tôi vô cùng cảm tạ ơn Chúa, vô cùng cảm ơn và lại cảm ơn hơn nữa. Cho đến ngày đứng trước mặt Chúa, tôi muốn giao giảng, tôi muốn hầu việc Ngài, tôi muốn tôn cao Ngài, tôi muốn giao giảng tin lành. Cảm ơn tất cả các anh chị em. Chúng ta hãy dâng lại vinh hiển lên cho Chúa. Ngày hôm nay chúng ta đã đọc câu chuyện về việc do thám thành Jericho. Có ba khó khăn ở đây. Thứ nhất là do thám, thứ hai là sông Giô-đan, và thứ ba là thành Jericho. Tất cả đều trông bất khả năng. Tất cả đều trông như là bất khả năng. Khi họ đi do thám, rõ ràng họ phải chết. Và họ cũng không thể nào bước qua sông Giô-đan được. Và họ lại càng cảm thấy là thành Jericho không bao giờ có thể sụp đổ. Nhưng mà Ngài đã làm cho dân Israel có thể vào thành Jericho và cho Sanh Môn có thể gặp được Rahab. Ngài đã mở hết tất cả mọi con đường. Sau này Chúa cũng sẽ mở những con đường tin lành cho chúng ta. Điều tôi muốn nói một lần nữa, Chúa nói rằng ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, và đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Con đường của Chúa khác với con đường của chúng ta. Nếu chúng ta đừng đi theo suy nghĩ của mình, và hãy tin vào ngôi lời của Chúa. Ngài sẽ lấy năng lực của Ngài để làm việc. Anh chị em sẽ trở thành Sanh Môn của thời đại này, sẽ trở thành Rahab của thời đại này, trở thành tôi tớ Chúa của thời đại này. Thì tôi tin anh chị em sẽ được sử dụng lớn trong công việc do thám giành thành Jericho. Bây giờ, cả thế gian này sẽ bị Chúa chiếm lấy và nằm trong tay của Chúa. Xin cảm ơn.